Xin chào các bạn, thì mình tên là Duyên. Hiện tại thì mình là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình mới quyết định là đi du học gần đây thôi nên và mình quyết định tìm tới công ty Tân Đại Dương. Nghe nói đây là một công ty rất là uy tín, nhưng mà thật sự là như vậy. Thì mình tới đây là nhờ chị Bích làm hồ sơ và được học hướng dẫn là anh Khôi. Thì sau một thời gian tìm hiểu về trường hồ sơ của mình thì mình quyết định chọn trường Primer College ở bang Massachusetts là trường để mình học. Thì mình sẽ học ngành kế toán ở trường này 5 năm. Thì về phần làm hồ sơ thì lúc đầu thì mình không hiểu gì về hồ sơ của mình nên đã tìm tới chị Bích để nhờ chị đã hướng dẫn cho mình. Thì về thủ tục giấy tờ thì chị đã rất là tư vấn rất là tận tình cho mình về những mình cần chuẩn bị những giấy tờ gì, cần tìm hiểu về hồ sơ của mình như thế nào và mình phải học được cách trả lời một cách thẳng thắn, tự tin như thế nào. Thì chị Bích đã rất là hỗ trợ mình rất là nhiều. Thì về phần phỏng vấn của mình thì mình lần phỏng vấn thứ hai lần. Thì so với lần đầu thì mình lần đầu thì mình rất là tự tin, nhưng mà mình nghĩ là mình chưa đủ may mắn. Thì vào thì lãnh sự quán chỉ hỏi mình có 5 câu thôi. Thì mà mình nói chung là mình cũng chả hiểu lý do tại sao mình rớt, tại vì mình cũng đã trả lời rất là to rõ và tự tin. Thì đến lần thứ hai thì kiểu là mình quyết tâm nhiều hơn. Thì lần đó thì mình đã nói chung là trước khi phỏng vấn á, thì mình phải làm những cái khâu khác, mình lấy dấu vân tay các kiểu, nói chung là giữ ý tứ một chút. Thì đến phần phỏng vấn của mình á, thì mình ráng trả lời to rõ mà nắm được ý của lãnh sự nữa. Mình nhớ là mình phải cười thật nhiều, lại cố gắng nhìn vô mắt lãnh sự một cách thật là tự tin nha. Thì đó là cách mà mình lấy được visa của mình. Mình rất là cảm ơn chị Bích với lại anh Khôi đã hướng dẫn cho mình. Thì những lúc mà nhận được visa thì cái cảm giác của mình hiện là nói chung là xúc động kinh khủng, thì mình mém khóc. Về kinh nghiệm của mình thì mình chúc cho các bạn mà chưa phỏng vấn á, sẽ có hoàn thành bài phỏng vấn của mình rất là tốt, giành được visa vào tay cho mình. Còn những bạn nào mà đã từng rớt visa rồi á, thì đừng có nản lòng, hãy cố gắng tự tin lên, tại vì sự cố gắng của mình sẽ được đền bù mà, giống như mình này. Rồi cảm ơn các bạn.